công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, sinh viên kiều bào và lưu học sinh đang học tập, sinh sống ở nước ngoài hướng về Tổ quốc luôn có một vị trí quan trọng trong chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay, Tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam luôn tích cực hỗ trợ để mỗi sinh viên, mỗi đoàn viên thanh niên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài có môi trường rèn luyện, học tập phấn đấu, hoàn thiện bản thân để sau này trở thành những người có ích cho xã hội. Ngay sau đây là những chia sẻ của đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam về nội dung này. Quan điểm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thì chúng tôi cũng đã có những cái chủ trương, riêng cái chủ trương thành lập mới các tổ chức hội sinh viên ở những nơi có sinh viên của ta nhưng chưa có tổ chức hội, là đây là một trong những mục tiêu lớn của nghị quyết Đại hội 11 Hội Sinh viên Việt Nam chúng ta vừa tổ chức thành công vào tháng 12 năm ngoái. Thì trong thời gian sắp tới và trong nhiệm kỳ này thì chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới hội sinh viên Việt Nam cũng như là các tổ chức của thanh niên trên tất cả các nước trên thế giới. Và cũng thông tin với bạn là Trung ương Đoàn với Bộ Ngoại giao, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thì cũng đã có những cái ký kết phối hợp giai đoạn về cái việc là chúng ta tổ chức thành lập, duy trì, kết nối các tổ chức thanh niên của ta ở ngoài nước. Chúng tôi cũng đánh giá đây là một cái lực lượng thanh niên rất ưu tú, có sức khỏe, có mong muốn được cống hiến, được đóng góp cho tổ chức và cho đất nước. Do đó thì cái quan điểm về thành lập các tổ chức chúng ta ở nước ngoài là rất là nhất quán. Còn về định hướng hoạt động thì trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay thì chắc là cũng không có nhiều thời gian. Hội nghị Ban chấp hành Hội sinh viên lần thứ hai vừa qua thì cũng đã thống nhất cái kế hoạch về triển khai học tập và triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Hội sinh viên Việt Nam trong tháng 3 này. Thì chúng tôi cũng rất mong là các bạn cũng sẽ có điểm cầu tại Nga để chúng ta cùng trao đổi thảo luận những cái giải pháp, những cái chương trình để chúng ta cụ thể hóa những cái nội dung của nhiệm kỳ 11 của chúng ta. Và đối với hội sinh viên thì hiện nay phong trào nòng cốt của hội sinh viên là phong trào sinh viên năm tốt với các cái tiêu chí rèn luyện để chúng ta làm sao có cái môi trường tốt nhất để hoàn thiện mình trước khi là tiếp nhận tham gia thị trường lao động và thị trường lao động chất lượng cao. Do đó thì cũng mong bạn cùng với ban thư ký, ban chấp hành của mình sẽ nghiên cứu và có những giải pháp triển khai với hội sinh viên Việt Nam tại Nga. Và sắp tới thì chúng tôi cũng rất mong là cái kết nối của Trung ương Hội với Hội sinh viên Việt Nam tại Nga cũng như Hội sinh viên ở tất cả các nước của chúng ta và Hội sinh viên của các bạn sinh viên trong nước thì nó sẽ càng khăng khít hơn khi chúng ta đã có tổ chức hội. Và cũng sẽ là đây cũng là cái nước mà chúng ta có vừa đoàn vừa hội, cho nên các bạn cũng có cái điều kiện rất là tốt thì cần phối hợp với lại Ban Cán sự Đoàn để phối hợp triển khai các hoạt động của mình để cho các bạn có cơ hội tốt nhất để rèn luyện. Và cũng hướng tới là một cái môi trường để các bạn rèn luyện tốt nhất, làm sao để chúng ta có được nhiều hơn nữa những bạn thanh niên, những bạn sinh viên của chúng ta có điều kiện học tập, rồi được rèn luyện và phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.